Những Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp cùng với Vinashop Home Shopping. Thưa quý vị, chương trình Khỏe Đẹp là một chương trình đặc biệt của Vinashop với mục đích giúp Vinashop gần gũi hơn đến với khán giả. Và với mỗi kỳ, Vinashop sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm với cùng với một chủ đề nhất định và quý vị có thể tham gia trên Facebook để trúng những món quà đặc biệt. Theo những cái bài nghiên cứu thì phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hay là trong giai đoạn mãn kinh thì hay có những cái triệu chứng gây khó chịu trong cơ thể như là nóng giận hay là bứt rứt, chảy mồ hôi, lên cân, mập bụng, nóng mặt hay là ngủ không ngon giấc, vân vân và vân vân. Ngày hôm nay với sản phẩm mà Nhật Minh chuẩn bị giới thiệu đến cho quý vị, đây là một cái sản phẩm bán chạy nhất tại Hàn Quốc năm 2013 về thuốc bổ dành cho phụ nữ trong thời kỳ này. Và các cô, các chị, với sản phẩm này sẽ không cần lo lắng bị những triệu chứng này quay trở lại nữa. Nhưng trước khi Nhật Minh giới thiệu sản phẩm này thì Nhật Minh xin mời quý vị đến cho phần hỏi và trả lời nhanh cùng với Nhật Quỳnh nhé. Xin mời Nhật Quỳnh. Như Quỳnh xin mời chào quý vị đã đến với phần Social Q&A, hỏi và là trả lời nhanh cùng với Vinashop Home Shopping. Như Nhật Minh đã giới thiệu ở đầu chương trình, với phần hỏi và trả lời nhanh của Khỏe Đẹp Show, quý vị sẽ có cơ hội trúng thưởng những giải thưởng rất là hấp dẫn. Cứ mỗi 2 tuần thì Vinashop sẽ ra những chủ đề và đặt câu hỏi trên Facebook tại trang web www.facebook.com/vinashoptv. Thưa quý vị, và câu hỏi của tuần này sẽ là: quý vị nghĩ triệu chứng nào là thấy rõ nhất khi quý phụ nữ trong quá trình mãn kinh thường gặp phải? A. Câu trả lời có thể là nóng tính hay là cáu gắt, mất ngủ và tăng cân. Và quý vị hãy lên trang Facebook đó là www.facebook.com/vinashoptv để trả lời những câu hỏi dưới phần comment. Và quý vị may mắn sẽ được trúng những phần thưởng hấp dẫn sau đây. Hãy nhanh tay lên để tham gia vào chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì xin trở lại cùng với Nhật Minh. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Và để quay lại với chủ đề làm thế nào để chống lại những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn mãn kinh, Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc của công ty LG Healthcare. Sản phẩm này đã và đang được tin dùng ở Hàn Quốc và đã đạt tới doanh thu 3 triệu Mỹ Kim hàng năm. Đó chính là sản phẩm Siad Menopause. Sản phẩm này sẽ giúp cân bằng các nội tiết tố nữ và giảm đi những cái triệu chứng trong thời kỳ tiền mãn kinh hay là trong giai đoạn mãn kinh. Sản phẩm này đã được chấp thuận bởi KFDA tại Hàn Quốc và FDA của Hoa Kỳ. Và mời mọi người hãy quay trở lại với Nhật Quỳnh để coi hướng dẫn sử dụng sản phẩm này nhé. Thưa quý vị, và sau đây thì Nhật Quỳnh sẽ đến với phần hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Với tất cả những tác dụng rất tốt của phụ nữ từ lứa tuổi 40 cho đến 60 tuổi như Nhật Quỳnh vừa mới trình bày cùng với quý vị, thì Vinashop hy vọng rằng chúng tôi có thể đem lại phần nào giúp cho quý vị phụ nữ sống vui hơn, khỏe hơn và luôn thấy thoải mái bên những người thân thương. Với sản phẩm Siad Menopause, quý vị chỉ cần dùng 2 viên một lần sau khi ăn no, và một hộp này gồm có 60 viên, tức là sử dụng được trong vòng 1 tháng. Rất là đơn giản và Vinashop tin rằng quý vị sẽ thấy cơ thể của mình sẽ thoải mái hơn khi sử dụng sản phẩm này. Vâng, và quý vị thân mến, là phụ nữ chúng ta thường hay chăm lo cho gia đình hay là những người xung quanh. Nhưng quý vị đừng quên chăm sóc chính bản thân mình nhé. Hãy biết trân trọng và giữ gìn để có một cơ thể trẻ khỏe để sống vui bên người thân. Và quý vị đừng quên tham gia vào chương trình hỏi và trả lời nhanh để trúng thưởng cái sản phẩm Menopause này từ Vinashop. Nếu quý vị muốn mua sản phẩm này hay là muốn biết thêm chi tiết thì quý vị có thể gọi cho Vinashop tại số 1-855-855-5888. Quý vị đừng quên là Vinashop luôn có những chương trình khuyến mãi rất đặc biệt. Và đến đây thì Nhật Minh và Nhật Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khỏe Đẹp cùng với Vinashop. Và hẹn gặp quý vị vào những chương trình kỳ sau.